Thì anh kính chào quý khán giả của Người Việt TV. Kính thưa quý vị đã theo dõi chương trình Bác sĩ của bạn do bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng phụ trách. Chương trình nhận mọi câu hỏi liên quan đến sức khỏe và y tế nếu quý vị gửi vào địa chỉ email nguyentranhoang@nguyentranhoang.com. Và lời đầu tiên, thì anh xin được mến chào bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng ạ. Tôi là bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng, xin mến chào quý khán thính giả và mến chào Trần Hoàng. Dạ, rất vui lại được gặp bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa bác sĩ, là sau phần trình bày của bác sĩ về định nghĩa và những số liệu mà người ta có thể dự đoán được là mình có bị cao huyết áp hay không, thì cũng có một số câu hỏi gửi vào và yêu cầu bác sĩ trình bày rõ thêm một chút xíu về cách uống thuốc và những điều liên quan đến thuốc men để chữa trị căn bệnh này. Dạ. Thì là bữa nay chắc là mình có một bài tạm gọi là cuối cùng của cái loạt bài về cao huyết áp. Thì tôi sẽ tóm tắt lại mấy cái gì mà cụ thể nhất mà mỗi người bị cao huyết áp và không bị cao huyết áp cần nhớ. Tại vì nói tùm lum hết rồi, hồi nghe cho biết vậy, nhưng mà nếu mà để nhớ cụ thể thì cần nhớ những cái gì. Nhất là những người bị cao huyết áp. Thì cái thứ nhất là giống như Thiên An hồi nãy cũng có nói và vừa mới nói luôn trước khi vào chương trình đó, thì người ta hỏi là vậy là cụ thể nó là khi nào cần uống thuốc cao huyết áp, đúng không ạ? Thì là mình nhớ là cần thuốc uống thuốc cao huyết áp là khi nào mình bị cao huyết áp thì mình uống thuốc cao huyết áp. Mà cao huyết áp cái số bao nhiêu thì gọi là cao huyết áp, thì là cái số trên là từ 140 trở lên, số dưới từ 90 trở lên. Tức là thí dụ 140 trên 70 thì là cũng là uống thuốc, tại vì số trên là 140. Hoặc là 120 trên 90, tại số dưới là 90, phải không ạ? Còn nếu mà hai số đều đụng cái đó trở lên hết, ví dụ 145 trên 93, ví dụ như vậy, thì là số trên là trên 140, số dưới cũng trên 90, thì là phải uống thuốc cao huyết áp. Cái thứ nhất là như vậy. Cái thứ nhì nữa là trong một số trường hợp thì là mình biết là định nghĩa cao huyết áp, mình có nói đó là cao huyết áp là từ 140 giờ 90, còn có trước khi còn cái số bình thường á, là từ khoảng từ 120 trở xuống, tức là từ 119 trở xuống, hoặc là từ 85 trở xuống thì là gọi là bình thường, còn từ 120 tới 139 thì gọi là tiền cao huyết áp, từ 85 tới 89 thì gọi là cũng là tiền cao huyết áp luôn. Thì trong một số trường hợp thì những người mà bị tiền cao huyết áp á, tức là số trên là khoảng 120 trở lên hoặc là số dưới từ 85 trở lên cũng uống thuốc, là khi nào mà mình có bị bệnh thận hoặc là mình có bị tiểu đường thì có nguy cơ cao mà để mà bị stroke hơn, thì lúc đó là dù huyết áp chưa tới 140-90 thì mà chỉ mới trong giai đoạn tiền cao huyết áp thì mình cũng uống thuốc chữa cao huyết áp. Thì khi mà mình nói cao huyết áp thì là mình nhắc lại là mình đo huyết áp, là mà mình đo là thường thường là mình đo khi mà cái đo ở đây thì tốt hơn, còn ở ngoài tiệm thuốc tây hay là mấy chỗ bán máy đo huyết áp thì giờ nó có cái nhỏ nhỏ để mình đi đâu mình xách cho nó dễ, nó đo ngay cổ tay của mình. Thì mình, nguyên tắc là mình đo thì cái lúc đó là cái tay mình nó phải ngang với cái tim mình là nằm ở đây ngay bên trái đây, ngang đây, thì mình để dây là dựa này, mình đo này. Còn nếu mà cái tay mình thì mình phải nâng tay lên vậy để ngang cái tim của mình thì là nó mới chính xác hơn. Nhưng mà dù sao mấy mà xài ở đây thì nó lâu ngày rồi thì thường thường nó chính xác hơn, nhưng mà nếu mình đo ở đây thì mình nhớ là nâng cái tay lên ngang với trái tim của mình thì nó sẽ chính xác hơn. Và khi mà mình đo thì là mình mới đi đâu chơi, chạy tập thể dục hay là mới gây lộn xong hay là mới ở ngoài mới đi về, nó chưa có thở, chưa có điều hòa trở lại thì là mình nên chờ một chút xíu, khoảng 10-15 phút cho nó ổn định lại mình đo thì nó mới chính xác. Còn thí dụ mình mới chạy bộ xong mình về mình đo huyết áp nó 150, 160 chẳng hạn, thì có nhiều khi là ai chạy thì nó cũng phải lên cao hết, hơi cao lên một chút xíu thì cái đó cũng không phải là đúng là có cao huyết áp hay không. Dạ, thì anh hỏi chút xíu lên ngay chỗ đo huyết áp này được không ạ? Tại vì còn nếu mà mới ăn xong thì sao ạ? Dạ, thì ăn thì là cái đó không có, thường thường không ảnh hưởng lắm tới chuyện cao huyết áp, trừ hồi mình ăn rồi có nhậu nữa, ta hay nó ăn nhậu, ăn nhậu rồi hát hò rồi xong rồi nói chuyện cười hơi cười hay là khóc gì đó dữ quá, cảm xúc dữ quá thì là nó không có
ổn định, còn nếu mà mình chỉ ăn không thì thường thường cũng không có ảnh hưởng lắm. Thì cũng có nhiều người nói là ăn mặn là nó lên, thì đúng đúng là nếu mà muối á, mà nhiều thì nó sẽ lên, nhưng mà thực sự là cái muối mà nó cao là mình ăn lâu ngày thì nó lên, chứ còn mình mới ăn xong thì cũng ít ít có ảnh hưởng gì lắm. Dù là cũng có một số bệnh nhân nói tới đo cái áp nói bữa nay sao nó cao vậy, nó hôm qua mới ăn muối, nhưng mà tôi thực sự cũng không biết là phải sự thật là phải đúng là do cái ăn muối nó làm lên cao không hay là tại chuyện khác. Thì ăn muối mà lên cao thì thường thường có thời gian, chứ không phải là vô uống ly nước muối vô cái huyết áp nó lên, thì cũng chưa thấy tài liệu nào nói là vậy hết. Rồi khi mà cao huyết áp thì cũng có nhiều bác hỏi là lớn tuổi thì là huyết áp nó cao, vậy thì huyết áp mình nó cao mà do mình lớn tuổi thì là mình có nên uống thuốc hay không? Thì theo Thiên An, lớn tuổi mà huyết áp nó cao có uống thuốc không? Dạ, theo Thiên An nhớ những lần trước bác sĩ nói thì cao huyết áp, đã có triệu chứng cao huyết áp rồi thì cứ nên uống thuốc vô. Lớn tuổi thì tuy là đa số những người lớn tuổi thì căn bệnh này phổ biến hơn nhưng mà cũng phải đề phòng. Mà nếu mà người lớn tuổi cao huyết áp mà không uống thuốc, với người trẻ tuổi cũng cao huyết áp, hai người cùng số đó mà không uống thuốc thì cái nạn người nào nguy hiểm hơn? Có vẻ như người lớn tuổi chắc nguy hiểm hơn, Dạ. họ không khỏe bằng người trẻ. Dạ đúng rồi, tại vì người lớn tuổi thì đâu giống như có nhiều người nói tóc bạc già thì tóc phải bạc, dù là trẻ cũng có người tóc bạc không mà, nhưng mà nói thường thường già thì tóc bạc. Lớn tuổi thì huyết áp phải lên, đó là chuyện tự nhiên. Thì đúng là lớn tuổi huyết áp lên, nhưng mà tóc bạc thì không có bị stroke, không có bị heart attack gì hết. Còn huyết áp lên thì nó bị stroke, heart attack. Mà mình lớn tuổi thì mấy cái mạch máu của mình nó sẽ giống như nó yếu hơn người trẻ, phải không ạ? Giống như cái ống nước ấy, mình tưởng tượng mạch máu giống như mấy cái ống nước, mà ống nước mới mua về thì nó còn độ đàn hồi tốt hơn, còn lâu ngày nó bị chai rồi. Mình thấy ống nước xài lâu ngày mình cũng phải thay thôi, là nó bị lít nước tùm lum tà la ra, nó chảy nước rồi thì nó bị bụng bầu đủ thứ á. Thì người lớn tuổi thì mình tưởng tượng vậy cho nó dễ hiểu, là mấy cái ống nước của mình thì nó cũng sẽ chai đi, nó sẽ yếu hơn là người trẻ tuổi. Mà huyết áp tức là áp lực của nước ở trong cái ống nước, mà nếu áp lực cũng giống vậy mà trong một cái ống nước mới thì dĩ nhiên sức chịu đựng sẽ tốt hơn, còn nếu mà ống nước mà cũ chai thì nó sẽ dễ bị bục ra hơn, đúng không? Nó dễ chảy nước hơn. Mà nếu mà ở nhà mình tưới cây ống nước mình nó bụng chảy nước ra thì hơi bị ướt đồ một chút xíu thôi, còn nếu cơ thể mình mà ống nước đó nó bị bụp ra một cái là có chuyện, tức là mình sẽ bị ngay tim mình sẽ bị hay nó bị nghẹt lại chẳng hạn, thì mình sẽ bị heart attack, phải không ạ? Tức là máu nó tới tim không được, mà tim bóp không đủ máu cho mình thì cái đó nó cũng nguy hiểm. Còn tới trên đầu mình nó bị nghẹt hay là bị bể ra thì còn nguy hiểm hơn. Thật ra tóm tắt lại là có nhiều người cứ hay cái đó, hình như là lên đài nhiều bác sĩ cũng nói hoài, mà giờ tôi thấy hình như cũng đỡ, ít có người nghĩ vậy hơn, nhưng mà cũng vẫn còn có người nói là tại vì huyết áp lớn tuổi thì phải cao, cao thì là tại vì tuổi tuổi là đó là tự nhiên nó là như vậy, mà tự nhiên vậy thì khỏi uống thuốc. Thì quan điểm đó hồi xưa là có một thời gian người ta áp dụng quan điểm đó, tức là người ta nói là lớn tuổi nó phải cao, rồi thí dụ như trẻ tuổi thì 140 là uống thuốc cao huyết áp, lớn tuổi tới 150 160 mới uống, ví dụ như vậy. Hoặc là lấy cái số cao huyết áp trừ cho bao nhiêu tuổi cộng bao nhiêu gì đó, để là coi như là tuổi cao thì uống thuốc trễ hơn. Nhưng mà thì sau này gần đây ta thấy là người lớn tuổi mà bị cao huyết áp thì cái biến chứng sẽ cao hơn, tại vì giống mình nói đơn giản nãy cũng dễ hiểu không à, tức là mà ống nước này kia mạch máu nó bị giòn, bị dễ bể hơn cái người trẻ tuổi, nên ra là dù là lớn tuổi là thường gặp cao huyết áp, đúng là như vậy. Nhưng mà tại vì cái cao huyết áp đó nó có thể dẫn ra biến chứng, mà ra cái biến chứng đó nhiều khi là mình không có chết liền được, mà mình bị stroke, mình nằm ở đó bao nhiêu năm đó không có người thay tã gì cho mình hết, rồi xong mình bị liệt, bị yếu tùm lum hết rồi mình mới chết được, nên mình nên uống thuốc. Chứ không thôi là cũng có bác nói thôi già rồi cũng phải chết, phải có cách để chết, nhưng mà nhiều khi mình đâu chết liền đâu, mình nằm đó thì rất là cực khổ, nên mình cố gắng làm sao để mình giữ cho lúc nào sống thì cho nó khỏe, chứ đừng có để mà nó bị biến chứng như vậy thì nó không có tốt. Thành ra nói dài dòng vậy là tóm tắt là người lớn tuổi thì là nên uống thuốc cao huyết áp, nếu mà có bị cao huyết áp thì càng nên uống hơn là so với người trẻ tuổi. Rồi khi mà uống thuốc cao huyết áp mà huyết áp nó xuống thì là mình có nên uống tiếp không? Theo Thiên An. Dạ, thế anh nhớ bác sĩ nói là phải cứ tiếp tục uống đều đặn như vậy để nó giữ ở cái mức
áp huyết đó. Tại tại vì giống như mình nói là cao huyết áp, và tức là tiếng Anh là trả lời đúng, phải không ạ? Tôi hỏi là cũng là gián tiếp hỏi quý khán thính giả để cũng như là hỏi coi có thuộc bài chưa, nhớ Khá không? bài chứ, thì em đã nghe được bác sĩ nói rồi. Tức là huyết áp mà mình có bị mình uống thì là cái đó là nhờ thuốc, giống như mình đi học vậy đó, học giỏi là nhờ có học bài, rồi xong mình thấy học giỏi được phần thưởng, nhưng xong cái gì không học bài thì là qua ngày hôm sau cô giáo cho zero là bị rớt liền, đúng không ạ? Mà đi học cô giáo cho zero thì về bị ba má đánh đòn thôi, còn cao huyết áp mà bị lên điểm là có thể bị biến chứng, bị stroke giống như hồi nãy. Thành ra khi mà mình bị cao huyết áp mình uống thuốc mà nó xuống thì đó là nhờ thuốc cao huyết áp, chứ không phải là tự nhiên khi khơi nó xuống. Thì giống như mình nói rồi đấy, là mình uống thuốc giống như là cái huyết áp nó bung lên, nhưng mà cái là sau mình uống thuốc là mình đè nó xuống như vậy. Nếu mình lấy cục cân ra mà cái cục cân này không phải là nó nằm luôn vậy, mà mình uống thuốc thì thuốc từ từ nó sẽ giảm tác dụng xuống, đúng không ạ? Thì giống như mình tưởng tượng cái bình mà nó bị lủng vậy đó, lủng lỗ đó, thì qua 24 tiếng chẳng hạn vậy thì là nó hết nước thì nó sẽ lên từ 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 từ, từ như vậy, thì mình phải đổ nước vô để nó xuống như vậy tiếp. Còn nếu mà mình không đổ nước vô cái là ngồi nó bung thuốc lên luôn, mà nó bung lên luôn là có thể mình bị biến chứng. Thành ra là khi mình uống thuốc cao huyết áp mà thấy nó có đỡ, vậy là nhờ thuốc thì là mình nên uống tiếp. Rồi uống thuốc cao huyết áp thì là bao nhiêu thì khoảng là vừa để mình giữ tiếp tục mức như vậy, Dạ, tôi cái nhớ này hình như bác sĩ chưa nhắc tới, đang chưa được biết. không? Thì là thuốc cao huyết áp đó thì là thường thường là hồi xưa đó, ta nói là mình giữ cái mức uống sao xuống, mà lúc mình uống thuốc rồi phải không ạ? Tại vì dĩ nhiên uống nó mới xuống, mình giữ khoảng cỡ 120, 100, 120 là tốt nhất. Thì thực sự là nếu mà người trẻ là 100 tới 120 là tốt nhất, tại vì người ta làm nghiên cứu là thấy là nếu mà cái huyết áp mà số trên của mình nó từ 115 trở lên là bắt đầu là mình sẽ có những cái biến chứng về thận, về lâu về dài. Thế nên nếu mình giữ nó dưới 115 thì là cái nguy cơ mà để bị phá vào cái thận mình nó sẽ tương đương với lại những người không bị cao huyết áp, đó là đối người trẻ ấy. Nhưng mà hồi xưa đó, người ta cũng nghĩ là ai cũng vậy, già trẻ gì cũng nên cho huyết áp xuống thẳng cỡ 120, thí dụ cũng vậy, 100, 120 thôi. Nhưng mà sau này cũng có một số ít nghiên cứu khác thì ta thấy là những người lớn tuổi từ 70, 65, 70 trở lên thì mình nhiều khi nó hạ hơi nhiều xuống một chút đó, thì lại dễ bị chóng mặt, say sẩm hơn. Giống như tại nó thấp á, đối với cái tuổi đó. Thành ra là những người mà khoảng cỡ 65, 70 trở lên thì mình giữ nó khoảng cỡ 130, 140 là cũng được. Nếu mà nó xuống thấp hơn mà mình thấy người mình cũng khỏe thì ok. Còn có nhiều người xuống thấp hơn mà ví dụ 120 mà thấy chóng mặt này kia thì nói bác sĩ, thì bác sĩ sẽ điều chỉnh sao để lúc mà mình uống thuốc đầy đủ thì huyết áp mình nó khoảng cỡ 130 tới 140 là tốt nhất. Chứ cũng không phải giống như hồi xưa là cứ phải uống xuống thiệt là thấp luôn, tại vì cái gì cũng vậy, vừa vừa phải phải thì tốt hơn. Mà người lớn tuổi thì là giống như là cái độ mà máu lên đầu của mình đó nó chậm hơn người trẻ, nên huyết áp nó thấp hơn chút thì là cái máu nó tưới cho cái đầu của mình, cái não của mình, những bộ phận mình hình như là nó có thể nó hơi hơi không có bằng như là lúc mình còn trẻ. Cho nên là người lớn tuổi thì nếu mà lý tưởng nhất là huyết áp 130 tới 139, tức là dưới 140 mà từ 130. Nhưng mà nếu mà nó xuống thấp hơn chút mà mình thấy cũng khỏe thì ok. Còn người trẻ tuổi thì mình giữ nó khoảng 100, 120 là nó an toàn hơn. Và khi mà mình uống thuốc thì là dĩ nhiên là mình uống đều 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 để giữ cho nó tốt. Nhưng mà có đôi khi là nếu mình có cái gì đó, như mình bị tiêu chảy chẳng hạn, hay là mình bị ói mửa ra là nó mất nước, huyết áp mình tụt quá, lúc mà huyết áp mình tụt quá thì lúc đó nên nói bác sĩ để có thể bác sĩ tạm thời bớt bớt cái thuốc xuống để cho huyết áp đừng có bị tụt quá, đúng không ạ? Tại vì mình ói mửa mình mất nước thì huyết áp nó sẽ bị tụt xuống, hay là mình bị tiêu chảy nặng, hay là mình bị sốc này kia, đại khái nhiều bệnh nặng đó thì đôi khi huyết áp nó cũng sẽ xuống, nên mình phải cẩn thận cái đó. Rồi một cái nữa, trong cái bệnh cao huyết áp mà ta cũng hay bị mắc phải là nhiều khi là nói là không thấy có triệu chứng gì hết thì không uống thuốc cao huyết áp, thì cái đó là đúng hay là sai? Dạ sai. Dạ Tại đúng, chưa thấy không có nghĩa là sẽ không bị, phải không? dạ đúng, tại vì người ta nói là huyết áp cao, huyết áp là trên dưới người thầm lặng, phải không ạ? Chưa có thấy gì hết là cơ giống như là trời yên gió lặng trước cơn bão vậy đó, phải không? Mình ngưng cái là bão sẽ nổi lên liền. Thành ra mình là phải dù chưa có triệu chứng cũng phải uống. Rồi ngược lại có nhiều người là không chịu uống, thì tới lúc mà thấy chóng mặt một chút xíu cái lấy thuốc huyết áp, không thèm đòi hết, lấy thuốc uống thêm thuốc cao huyết áp vô. Tôi đã từng thấy lúc mà tôi làm trong cấp cứu ở bệnh viện á, là cái bác đó là
đi đánh tennis gì đó, rồi xong rồi không biết bệnh sao huyết áp xuống xuống rồi cái thấy chóng mặt, chóng mặt cái tưởng là tại huyết áp cao, thành ra là bị chóng mặt, làm luôn thêm viên thuốc cao huyết áp nữa, xong huyết áp nó xuống quá té đập đầu luôn. Rồi xong là cũng bị cũng tương đối là nặng. Thành ra là mình nhớ là chóng mặt á, là có thể là nhiều nguyên nhân, có thể mình đói bụng ấy cũng chóng mặt, có thể là huyết áp mình bữa đó mình mệt sao nó xuống thấp quá cũng chóng mặt, hay là mình bị cảm chẳng hạn, hay là mình bị mất ngủ, rất là nhiều nguyên nhân làm cho chóng mặt, chứ không nhất thiết là huyết áp lên cao quá mới bị chóng mặt. Thành ra khi mình thấy có triệu chứng gì trước khi mình uống thuốc thêm thì là mình nhớ là có cái, ai cũng bị cao huyết áp, ai mà bị cao huyết áp thì nên mua cái máy đo huyết áp, thì nếu mà mình thấy nó hơi chóng mặt chút thì mình đo trước để coi nó làm sao, chứ đừng có tự động thấy chóng mặt thấy nhức đầu cái nói là tại huyết áp lên uống vô rồi nó đang vừa vừa để mình uống cho nó thấp quá thì cũng là nguy hiểm. Ngoài việc thuốc phù hợp tăng giảm huyết áp cho phù hợp với mỗi từng cá nhân thì còn biện pháp nào không, như trong như là cách ăn uống hay là tập thể dục không để tránh bệnh cao huyết áp? Dạ, yeah, thì là bên giống như mình nói mấy kỳ trước nữa rồi, tức là những cái phương pháp không dùng thuốc là mình tập thể dục, phương mà trung bình là tập thể dục 30 phút một ngày, một tuần 6 ngày. Rồi ăn uống thì là đối với cao huyết áp thì mình ăn bớt mặn xuống, tức là bớt mặn tức là một ngày tổng cộng hết là khoảng cỡ dưới muỗng cà phê muối. Thì thực ra mình ăn sao mình thấy huyết áp nó ổn rồi Đổ đó ra thì nước mắm thì cỡ nhiêu muỗng nước mắm? thì là đâu mình pha thử rồi chắc cỡ muỗng rưỡi nước mắm. Nhưng mà thiệt ra mình ăn vậy rồi mình đo huyết áp phải không, mình thấy nó ok thì mình cứ ăn vậy, chứ đừng có đột ngột mình ăn lên mặn quá phải không, Mình theo dõi. thì mình sẽ ấy. Thành ra là tóm tắt về cao huyết áp là 140 với 90 là uống thuốc phải không ạ. Nếu người nào mà có bị bệnh thận hay là bị bệnh tim hay là bị tiểu đường thì có thể bác sĩ sẽ cho uống thuốc sớm hơn chút, tức là lúc khoảng cỡ 130 với lại 80 85 là cái đó là khi cần uống thuốc. Cái thứ nhì là lớn tuổi mà bị cao huyết áp thì càng phải nên uống thuốc, tại vì lớn tuổi thì dễ bị biến chứng hơn là trẻ tuổi. Cái kế tiếp nữa là khi mình uống thuốc cao huyết áp rồi mà thấy huyết áp nó xuống là nhờ thuốc, thành ra là nó xuống là nhờ thuốc thì mình phải giữ thuốc như vậy. Trừ trường hợp nó xuống quá thì lúc đó hỏi bác sĩ để bác sĩ bớt xuống coi tại sao, thì có thể là bớt xuống thuốc xuống từ từ, hay là nó xuống thấp quá thì gọi bác sĩ để coi có phải tạm thời ngừng thuốc cái bữa đó đó hay không, chứ đừng có tự động là thấy nó xuống cái mức mà ngang mức bình thường thì đừng có tự động ngừng, tại vì cái mức bình thường đó là nhờ thuốc. Trừ trường hợp nó xuống quá còn 80 90 chẳng hạn, chóng mặt quá thì lúc đó phải gọi bác sĩ để coi làm sao. Và bên cạnh việc uống thuốc cao huyết áp thì mình tập thể dục với lại ăn bớt mặn, kết với lại một cái nữa là mình sống cuộc sống cho nó hài hòa vui vẻ, thì tất cả những cái đó cộng lại nó sẽ giúp cho cái huyết áp của mình nó được kiểm soát tốt hơn. Cảm ơn bác sĩ. Hy vọng mọi quý khán giả đã biết được thêm một chút xíu về cách sử dụng thuốc, uống thuốc khi mà bị cao huyết áp. Và thời hạn của chương trình đã hết rồi thì anh phải chia tay với quý khán giả ở đây. Và một lần nữa xin cảm ơn thời gian và những thông tin quý báu mà bác sĩ dành cho chương trình ạ. Dạ, xin nhắc lại là chương trình này cung cấp kiến thức cụ thể chung chung về sức khỏe. Nếu có gì cụ thể xin gặp bác sĩ để có chẩn đoán chính xác và điều trị thích hợp. Một lần nữa xin cảm ơn quý khán thính giả và Thiên An, và xin chúc tất cả luôn mạnh khỏe, kể cả về thể chất, tâm thần và xã hội. Kỷ niệm 35 năm Nhật báo Người Việt, 35 năm mới có một lần, chương trình discount 90% quảng cáo cho các cơ sở thương mại mới thành lập, đặc biệt dành cho các doanh nghiệp nhỏ, thành lập từ 22 tháng 2 năm 2013 đến 11 tháng Giêng năm 2014. Chương trình áp dụng từ 22 tháng 8 năm 2013 đến 11 tháng Giêng năm 2014. Mọi chi tiết, xin quý vị liên lạc với tòa soạn Nhật báo Người Việt, 14771 14772 Moran Street, Westminster, CA 92683, điện thoại 714-892-9414 hoặc vào trang nhà báo điện tử Người Việt www.nguiviet.com. Trân trọng kính chào.